Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng nha các bạn. Hiện tại thì các Advent với cái thẻ xanh vẫn còn. Đây, HNT đang cố gắng thu hoạch vàng để chơi cái Advent này luôn. Và mình phải nói rằng rất là kết một cái con rồng ở đây, đó chính là cái con này. Đây, mình đang rất là kết em ấy. Đang cố gắng thu xếp để hốt cái em này về tem. Wow, không biết là còn mấy bước nữa đây. Ra thu hoạch xíu nữa nào. Và HNT đang cho lai giống hai con siêu trâu và rồng khủng long. Và anh em lại đề nghị với mình đó là hãy làm về sự trở lại của rồng khủng long hay là siêu trâu. Hai con này là hai con cấp huyền thoại. Ồ, mình cho nó yêu nhau ra cái trứng gì vậy? Wow, quá đẹp luôn. Hai con này nó yêu nhau cho ra một cái trứng. 16 giờ, không biết cái con này ra là cái con gì đây. À, xem lại nào, bây giờ là hai con này nó yêu nhau rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái con siêu trâu yêu với cái con đây, rồng phù thủy đi. À mà rồng phù thủy mình đang dắt nó đi đấu phải không ta? Thôi kệ, cho nó yêu nhau đi. Siêu trâu sẽ yêu với rồng phù thủy ra một cái con rồng 43 tiếng luôn, 44 tiếng. Đây, và như các bạn đã thấy thì chúng ta bây giờ sẽ đi vào chơi cạc văn nào. Đây, lết thêm được một bước nữa các bạn à. Ý bấm nhầm, không phải con này, cái con này cơ mà, thiệt tình. Chúng ta lại mất hết, bấm nhầm hết một cái lượt đi rồi. Oh my god, chỉ cần một cái lượt đi nữa là chúng ta sẽ lết lên, nó tặng cho mình được mấy cái viên thẻ rồi. Rất là đáng tiếc luôn, và dường như chúng ta gần tới đích rồi các bạn ha. Mây nó che hết rồi, không có thấy cái mục đích nằm ở đâu cả. Rồi, bây giờ thì HNT sẽ làm về cái con rồng gì đây? Đây, đầu tiên chúng ta sẽ mua thức tổ hết 4 mét luôn. Đây, mình sẽ làm về cái con rồng mới này nha các bạn. Là để nó trong kho lâu quá rồi không có làm nữa. Và tập sau mình sẽ làm về sự trở lại của những con rồng huyền thoại. Wow, con này khá là đẹp luôn. Chú ấy trốn kìa, ló được một con mắt để quan sát thôi. Con rồng này rất là thông minh luôn đấy. Nó trốn nhưng mà nó biết chừa con mắt để quan sát. Còn mấy con rồng kia nó trốn là nó mất tiêu luôn à. Đây, quá đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho nó lên level 4 nào. Khi lên level 4 thì chú ấy biến thành cái cây các bạn à. Quá tuyệt vời. Nó biến thành cái cây di động luôn đấy. Wow, level 7 rồi. Cái này là cái gì đấy? Cái gì đây? Xem lại cái nào. Wow, quá đẹp. Và các bạn muốn mình đặt tên cho cái con rồng này là rồng gì thì hãy comment bên dưới video nha. Mình sẽ kiếm một cái tên thật là hấp dẫn đặt cho chú ấy. Bây giờ tạm thời đặt chú ấy là rồng pha lê nha các bạn. Mình thấy chú ấy rất là đẹp cho nên mình sẽ đặt tên là rồng pha lê. Và chúng ta sẽ ôm chú này đi chiến đấu nào. Chỉnh sửa tem xíu nào. Cho cái con thần mộc Citin này nó ở nhà đi. Tập trước là mình mới làm về nó. Và đây là cái chú rồng pha lê của mình các bạn. Wow, nhìn đúng đẹp luôn đấy. Cuộc chiến bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ solo với những anh bạn level 50 cùng đẳng cấp với mình. Wow, hai con cấp huyền thoại luôn. Một con siêu trâu và một con là rồng bốn đầu các bạn à. Siêu trâu. Ê, lâu lắm rồi mới gặp lại chú ấy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu để hốt xem nào rồng bốn đầu tấn công siêu trâu. Sát thương gây ra là như thế nào đây? 7769. Wow, siêu trâu đang cố gắng phản công kìa. Nó mạnh hơn mình đấy các bạn. Thật sự nó ra chiêu mạnh hơn mình luôn. Đây, mình sẽ cho nó tốc độ nhân lên chút xíu, nhìn cho nó hấp dẫn nha. Siêu trâu quýnh ghê quá. 8800. Mình đẩy thêm một phát nữa luôn nè. Mày hả bưởi. 9700. Và chú ấy cố gắng hốt mình. Hiện tại mình chỉ còn một chút xíu máu thôi, 1000. Còn có 1000 máu à. Sơ sẩy là chúng ta lên đường như chơi luôn. Và bây giờ sẽ sử dụng cái con rồng pha lê. Tấn công nào, rồng pha lê. Trời ơi, rồng pha lê không được. Sát thương gây ra không được 3000 nữa.
quá tệ. Ức chế quá, anh ta quyết định đưa siêu trâu ra để hốt cái con công luôn. Mày hả bởi. Wow, con này là 13.000 hả? Đây, để HNT giác cái con à, rồng bốn đầu mình ra xử con này mới được. Tấn công là rồng bốn đầu. Ồ, rồi, hiểu luôn rồi. Chúng ta chỉ có 1.000 máu, làm sao mà sống sót nổi đây. Nhưng mà không sao, vẫn còn anh vua kinh công, vua khỉ để bảo kê chúng ta. Wow, bây giờ là phải đối phó với con rồng Happy. Rồng bốn đầu Happy các bạn à. Và tuyệt chiêu mạnh nhất của Vua Kinh Công đó chính là Cách Sơn Đã Ngu. 23.000 máu vừa văng ra. Ồ, chúng ta còn có 13.000 máu luôn đấy. Nó mà đập một phát nữa là coi như là mình về thành dưỡng sức luôn. Nhưng mà rất may mắn đó là chúng ta quá hậu báo đi. Vua Kinh Công của mình quá mạnh. Tiếp theo đó là đấu với các anh bạn này luôn. Xem nào, chúng ta cố gắng kiếm game về mới được gần tới cuộc đua Heroic rồi các bạn. Ồ, cái con rồng cấp huyền thoại tem bạn mới level 18 thôi. Hello, con rồng này rồng điện, cái con giống này rồng điện của tem bạn, nó tên là Hello các bạn. Máu nó đang 15.000. Sức chiến đấu của rồng bốn đầu của mình nào, tấn công và nhân hai nào. Ồ, chú ấy nhận sắp xét từ cái mũi và bắt đầu phát ra quánh mình. Mình chơi cái chiêu này đi. Tấn công, sát thương gây ra là được 9.000. Yeah. Và đây là cái con rồng cấp huyền thoại. Con này nó nhỏ bé rồi. Nó là level 20 nó mới bự hết sức của nó. Còn bây giờ là nhìn cái thân hình nó rất là nhỏ luôn. Ok, sử dụng tuyệt chiêu mặt trời nào. Wow, lên đường. Tiếp theo là cái con nhện Danny. Chú nhện Danny các bạn à. Ơ quýnh như vậy rồi làm sao con rồng pha lê của mình quánh đây. Rồng pha lê của mình sức chiến đấu bèo nhèo mà. Vậy nó quýnh được có 2.100 thôi. Rút kinh nghiệm là con rồng pha lê này là kiếm cái con nào mà sức chiến đấu bèo bèo cho con rồng pha lê nó ăn thôi. Chứ rồng pha lê của mình không chịu đựng nổi. Wow, tiếp theo là đấu với các anh bạn này luôn. Action, có con rồng nào mới không nhỉ? Wow, mấy con rồng này như là mình có nè. Con này mình có, chỉ có cái con rồng cấp huyền thoại mới đây là mình chưa có thôi. Tấn công nào Vua Kinh Công. Sát thương kinh khủng nhất của Vua Kinh Công đó chính là Cách Sơn Đã Ngu. 24.000, trời ơi. Nó hốt cái thằng nhỏ trong nhà chết ngắt luôn rồi. Thằng nhỏ không được ra nhìn mặt trời luôn các bạn à. Phải cho con rồng bốn đầu nó quánh đi cho nó giảm sát thương. Chứ nó mà đưa cái con rồng kia ra quánh là người ta chịu, ai mà chịu cho nổi. Ồ, nó còn 4.200 lấy cái chiêu gì đây. Ồ, 4.300, trời ơi. Phải nói luôn. Quánh như vậy rồi cái con rồng mới của mình lấy gì nó quánh đây. Quánh như vậy là mình đoán 90% đó là con rồng mới của mình nhảy ra một phát một là coi như người ta đập nó ăn hành luôn á. Quýnh nó mà văng vách luôn á. Đây, chú rồng pha lê của mình. Nhìn rất là đẹp. Nguyên một cái vàng pha lê nằm trên người luôn mà. Phóng điện. Rồi, xong, hiểu rồi đấy. Wow, và bây giờ là Vua Kinh Công ra đấu với con rồng cấp huyền thoại level 24. Tuyệt chiêu của Vua Kinh Công sẽ sử dụng đó chính là tuyệt chiêu Gambit. Wow, 20.000. Một hit 1, 20.000 đam. Quá đỉnh luôn các bạn à. Wow, và bây giờ chúng ta đi quậy coi nào. Oh, hình như là nó có bán rồng mới ha. Ở con rồng này hình như mình có rồi luôn đấy. Nó bán con này làm gì thế nhỉ? Ồ, con này rồng trứng gà, con rồng cấp L. Hiện tại đang giảm còn 450 game các bạn à. Giá gốc của nó là 4.500 và nó bán còn 450. Ê, chúng ta đi thu hoạch xíu coi nào. Còn hai cái con này nó yêu nhau rồi, nó yêu nhau cái gì đâu mà. Mình vô mình xem xíu coi. Wow. Okay, đây là hai con siêu trâu và rồng phù thủy đang yêu nhau tốn 1 ngày 19 giờ. Sẽ ra một cái đứa bé không biết đứa đó là đứa nào.
Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp HNT Channel nha mọi người. Còn ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm đăng ký và mở thông báo kênh lên liền và ngay lập tức luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.